Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng 11 giờ sáng ngày 1 tháng 3 năm 2022. Và mình đang có mặt ở thị xã Phú Mỹ. Vị trí chính xác ở đây là nhà thờ giáo xứ Hải Sơn. Mình đến đây ghi hình nhà thờ ha, theo mong muốn của một chú xem kênh. Trời hiện tại nắng rất là gắt các bạn. Giáo phận Bà Rịa, giáo xứ Hải Sơn. Cửa đóng rồi. Muôn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Rất tiếc là nhà thờ đóng cửa. Chú ơi, con chỉ ghi hình được như vậy thôi, không có vô trong được. Hiện tại nhà thờ đóng cửa rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp về Vũng Tàu và đi dọc theo cung đường biển miền Trung. Rồi, con chào chú nha.